Con phố Hàng Thiếc vốn tấp nập suốt ngày đêm, thế nhưng cả tuần nay chỉ có một bảo vệ tổ dân phố trực ở vị trí này. Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cho cả con phố sầm uất bị phong tỏa. Một đầu rào chốt cứng bằng dây thép và các loại vật liệu xây dựng, đầu còn lại có lực lượng chức năng chốt chặn 24/24. Theo thông tin từ lãnh đạo phường Hàng Gai thì chỉ riêng trong dọc theo cái chiều dài khoảng hơn 100m của con phố Hàng Thiếc này thôi đã có tới hơn 50 trường hợp F0, gần 200 trường hợp F1. Hiện các cái trường hợp F0 thì đã được đưa đi điều trị và các cái trường hợp F1 thì đã được cách ly. Tuy nhiên là để đảm bảo cái việc phòng dịch thì lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ con phố Hàng Thiếc này. Ngay sát phố Hàng Thiếc, phố Thuốc Bắc cũng xuất hiện 6 trường hợp F0 trong cộng đồng. Do đặc thù kinh doanh buôn bán, các trường hợp F0 này tiếp xúc nhiều với người dân trong khu phố. Thế nên cũng có hơn 300 nhân khẩu thuộc phường Hàng Bồ được yêu cầu cách ly tại nhà để theo dõi y tế. Rào cứng lại hết luôn, bởi vì là sợ cái trường hợp hôm nọ vừa test tối hôm kia. Thì đến 11 rưỡi đêm mà, thế thì bây giờ chờ cái test là để kết quả như nào, nếu mà nhiều thì là để vấn đề phong tỏa, mà ít thì là người ta chỉ phong tỏa mấy nhà thôi. Chưa khi nào khu vực phố cổ Hà Nội lại xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng như hiện nay. Trong khi đó, hầu hết các hộ dân ở đây đều có cửa hàng kinh doanh buôn bán, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân các phường đều yêu cầu các hộ kinh doanh phải có tấm chắn giọt bắn, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách giữa người bán và người mua. Ở em ở đây thì lâu rồi thì nhưng mà cũng chưa có cái lúc nào mà đi không phải nhiều địa điểm như này. Tôi cũng lo anh ạ. Thì đi mua hàng thì có những cái cửa hàng mà có cái tấm chắn này thì em cũng thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Theo Sở Y tế Hà Nội, chỉ riêng trong ngày hôm qua, toàn thành phố có hơn 800 ca F0, trong đó quận Hoàn Kiếm có 53 ca. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã thường xuyên ra quân kiểm tra đột xuất. Tính từ đầu năm đến nay đã xử phạt hơn 1.600 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với tổng số tiền phạt gần 3,5 tỷ đồng.